Thông tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nữ bệnh nhân tên H nhập viện trong tình trạng xuất hiện các cơn giảm thị lực. Kết quả chụp MRI cho thấy có tổn thương lồi thể chai, theo dõi do ngộ độc. Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân có sử dụng thuốc giảm cân để tốc táo, có thành phần sibutramine. Em muốn giảm cân, đó là em tìm mua thuốc ở trên mạng. Thì được biết, tìm mua và mua sản phẩm này về dùng. Thì lên mạng tìm hiểu, ý là nghe lướt Facebook rồi là các kiểu người ta hướng dẫn rồi là cam kết. Ý em có nhắn tin hỏi thì người ta nói về các thành phần thì tự nhiên, an toàn, có giấy phép và đảm bảo. Thế người ta chụp cho em xem những cái giấy có giấy phép mà có của Hà Nội, có dấu đỏ đàng hoàng nên là em cũng tin, em mua về dùng. Tùng thì được khoảng hơn một tuần, em uống khoảng hơn một tuần. Thế em bị đau lưng, viêm dây trắng. Em đi chụp cộng hưởng từ thì bị viêm dây chẳng. Em nghĩ là em đi học ra thì mới đi làm. Công ty thì cũng không nặng nhọc gì, không vác nặng gì. Thì em cũng nghĩ là chắc là cũng đau bình thường thôi. Sau khoảng đau lưng khoảng 2 tuần, vừa tiêm vừa uống thuốc. Thì hai tuần thì phá ra là không nhìn thấy, hôm đấy đi làm thì không nhìn thấy gì. Một đoạn đường 8 cây mà dừng khoảng 5-6 lần gì đấy. Thì cứ đang đi thì tự nhiên không dừng, không nhìn thấy gì, lại phải dừng lại. Dừng lại khoảng mấy phút thì nhìn thấy, lại đi tiếp. Đi tiếp thì đến công ty thì công ty đi cũng không nhìn thấy, làm được một tí lại không nhìn thấy. Là công ty cho lên y tế thế thì cho vào viện đa khoa tỉnh. Đa khoa tỉnh thì xét nghiệm chụp chiếu tất cả mọi thứ, hoặc là cho nhập viện thì nghi là bị đột quỵ não và nó cho lên tuyến trung ương. Thông tin về ca bệnh, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Trung tâm Chống độc đang điều trị một bệnh nhân nữ 26 tuổi. Sử dụng cái thực phẩm chức năng giảm cân mua ở trên mạng về để uống để giảm cân. Thì sau khi uống khoảng một tuần thì bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện về tất nhiên là chán ăn, thì sau đó có biểu hiện về mệt mỏi, thì và sau đó mở mắt, thì và được điều trị tại các tuyến trước và sau đó về tới trung tâm chống độc trong tình trạng là như là mất thị lực, thế và chụp cộng từ sổ não thì có dấu tổn thương trên não. Và xét nghiệm trong cái mẫu thực phẩm chức năng giảm cân của bệnh nhân đã dùng thì có chứa cái chất sibutramine. Đây là một cái chất mà đã bị cấm, không được sử dụng kể cả trong thực phẩm chức năng hay trong thuốc, đã cấm không được sử dụng trên người. Kể cả Mỹ, Canada hay châu Âu và kể cả Bộ Y tế Việt Nam chúng ta đã cấm rồi. Bởi vì là cái đây một chất rất có nguy cơ cao gây tổn thương, gây các biến cố về gây nguy cơ về đột quỵ não, rồi đau thắt ngực, nhiều máu cơ tim. Thì về tại trung tâm chống độc thì ngày mai cũng trước đây cũng đã có những bệnh nhân ngộ độc loại thực phẩm chức năng có chứa chất sibutramine này, đã có hôn mê, co giật, có tổn thương não và đã phải cấp cứu điều trị. Về cái vấn đề về an toàn của các cái sản phẩm thực phẩm chức năng này thì chúng ta nhấn mạnh lại là có hai vấn đề ở đây. Một là vấn đề thuốc, và thứ hai là thực phẩm chức năng. Và lưu ý là người dân chúng ta nếu mà khi bị ốm đau, bị bệnh, cần chữa bệnh thì hãy đi khám về y tế, khám sức khỏe để các bác sĩ, kể cả những người hành nghề y học cổ truyền cũng được, người ta có kết luận, khẳng định bệnh và cái đơn bốc thuốc phù hợp về tình trạng sức khỏe. Và những cái thuốc đấy được các bộ y tế của chúng ta, các cơ quan chuyên môn chính thức kiểm soát và người có chuyên môn khám kiểm tra kê bốc thuốc chính thức thì đảm bảo hiệu quả an toàn. Với thực phẩm chức năng hiện nay, người dân chúng ta phải hiểu rất rõ là cái việc quản lý là tương đối dễ dàng. Về kể cả có được một cơ quan nào đó mà có được dán nhãn là có cơ quan nào đó cấp phép này nọ, nhưng mà người dân chúng ta phải kiểm tra lại thực sự có đúng là thật các công ty đấy cấp phép thật hay không, và hai là kể cấp phép thì là cấp phép mức độ nào, và nó chỉ là dạng thực phẩm hỗ trợ về dinh dưỡng, sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng thôi, chứ hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh. Nếu mà tác dụng công dụng mạnh để chữa bệnh vấn đề nọ thì đó là có vấn đề thật sự rồi.